Xin chào mọi người đã quay lại góc nuôi cá con của mình các bạn. Hôm nay mình sẽ ra bắt mấy con cá lớn để ra ngoài mấy con cá ngoài góc cá nuôi lớn mà. Còn với mình sẽ đây, mình sẽ hút cặn nó dọn vệ sinh để bắt đầu đem mấy cái vàng cá để mình làm giống ra đây các bạn. Đó, mình dọn hết trong nước vô hết bạn. Đó, bể kính là mình dọn hết. Bây giờ mình sẽ hút cặn mấy cái cá này ra để mình dọn dọn bể chuẩn bị để mấy cặp cá mình lựa cá giống ra để sinh sản các bạn. Đó. Bữa giờ cũng để bùng lầy nhát hút các bạn. Bây giờ mình sẽ hút cặn rồi bắt mấy con cá này ra, mấy con cá này cũng lớn rồi. Đó, cá nào thì được thì sinh. Đó. Đây mình đem mấy cái hũ này ra đây để mình vớt mấy con cá ra. Đó. Vớt mấy con cá ra để xúc bể chuẩn bị chỗ làm mấy con cá đẻ mà. Cái thùng nuôi cá đẻ. Rồi. Vớt mấy con cá ra. Còn mấy này có cá con thì vẫn để nguyên mà. Đa số thùng Jumbo, Jumbo rất tao. Mình mới hút xong cái hồ này bạn, bây giờ mình sẽ tiếp tục hút cái bể nước tảo mình các bạn. Đó, bể thì cũng lâu rồi, bây giờ mình sẽ hút trăm nước mới vào, nó vớt miếng cá mái ra luôn. Đó, nè, toàn bộ là để cho cá giống cá đẻ mà. Đó, mình sẽ dời dời mấy con cá trưởng thành này ra ngoài cái góc nuôi cá mẹ mà. Đó, nuôi mấy cái góc lớn. Đó, còn gì góc trong này mình chỉ dành riêng cho nuôi cá con và cá đẻ thôi. Rồi. Hút cái nguồn bể nước tảo đủ luôn. Đó. Nó quá đục rồi. Nó quá đục rồi, mình không thể thấy rõ con cá. Bây giờ mình hút mình châm này nước mới mà. Đó. Bạn thấy không? Rồi cái nước xanh lè luôn. Đó. Đó, nước tảo thì nó cũng rất là tốt, nhưng mình rất là dễ làm, anh em chỉ cần việc để cái thùng nước ở ngoài nắng mặt trời làm có 3 ngày thôi là nước tảo sẽ lên xanh lè luôn các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hút. Đó. Đây mình sẽ vớt mấy con cá ra bạn. Đó. Nước đục quá mình thấy các con nó đẻ bắt đầy luôn bạn. Đó, đây nè. Cá li ti ti không biết à. Mình đã tắt trong máy ra rồi mà nó vẫn không đẻ được hay thiệt. Đó, mình sẽ vớt. Mình sẽ vớt hồ tiếp theo các bạn. Đó. Mình vớt mấy con này. Đó. Đây mấy con view. Đó, view mà. View ribbon. Tai bướm mà. Đó. View người già nha. Không phải view sọt nữa. Đây. Rồi. Hết rồi. Bây giờ mình sẽ hút cặn ra các bạn. Đó. Mình sẽ dọn dẹp tất cả. Đây. Cái con mình này bao la. Đó. Bên này này con đây con kia rất là nhiều bạn, các con rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ vệ sinh hết. Đó, bây giờ mình hút sẽ bề kính các bạn. Đó, lâu rồi chưa vệ sinh lại rất là dơ. Đó. Còn cái đồ hút này rất là tiện anh em. Đó, rất là tiện. Hút là sạch bách luôn. Đó. Đó, hôm nay được nghỉ ở nhà nên mình tranh thủ dọn vệ sinh. Đó, sắp xếp lại
dọn dẹp lại đó, bố cục cho góc nuôi bạn cho nó gọn hơn, cho bữa giờ bữa bừa bộn quá. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục hút cái bể này các bạn. Đó. Mấy bể để lâu rồi không có nuôi cá này, để lâu. Đang quăng đó. Đó. Hút càng toàn bộ nó càng rất là dơ. Ở dưới này có nhiều con trùng kia bằng giống trùng huyết mà. Trùng nó đỏ bắt đầy luôn. Này có cá beta thả vô cho nó ăn. Có này hút rất là tiền nha anh em. Nước rất là trong. Nuôi cái bể xi măng này nước rất là trong nữa. Do vi sinh nó có thể bám vào xi măng, nó có thể vi sinh nó có thể ẩn nấp được các bạn. Còn như mấy cái bể kín, bể xốp thì vi sinh nó không ẩn nấp được nên nước dễ rất là dễ đục nữa. Rồi đây chuẩn bị mình châm nước vào bạn. Đó nãy mới hút nước, hút cạn sạch sẽ. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu châm nước vào các mấy bể. Lại mưa các bạn. Đó, làm từ sáng tới chiều luôn bạn. Giờ này cũng 3 giờ rưỡi 4 giờ chiều rồi bạn. Đó mưa này. Đó. Mưa cả ngày luôn bạn. Đó. Đó mình mới châm vào hai bể đây nè. Châm vào mấy bể đây nữa. Đó. Nước mà mưa nè. Đó, mưa cả ngày luôn bạn. Đó hên cá mình thích nghi mọi môi trường các bạn, mưa thoải mái đó. Đó nuôi ngoài trời mưa gió bão bùng đó, không cần oxy nha các bạn. Đó đây. Sau khi mình đã châm nước đó, xong là bạn đó, châm thêm nước nè cho các cái nè. Vẫn còn mưa nha bạn, nó vẫn còn mưa, mưa từ sáng giờ luôn không dứt nha bạn đó. Rồi ngày mai tầm có 21 để mình trong nước cỡ mấy hết cờ lo, bắt đầu mình sẽ làm lồng đẻ rồi mình bắt những cặp cá giống mình đem ra thả bạn đó. Mưa nó ra là nó không to thì nó rất rất cả ngày luôn bạn, mưa dầm bạn. Đây đó, chấm nước các bể rồi đó. Đây làm cả nguyên cả ngày đây luôn các bạn. Nó làm từ lúc mà 8 giờ nó, bây giờ cũng tầm 4 giờ rồi bạn. Đó không phải làm trong góc đây, mình làm ở ngoài góc nuôi cá lớn nữa đó, nên nó hơi bị lâu các bạn. Rồi mình làm vớt mấy con cá ra, vớt mấy cá con ra, mình lựa ra rồi mình bỏ nó bỏ vào mấy bể mình nuôi các bạn. Nó nên hơi lâu nữa. Rồi bây giờ vẫn còn mưa nè. Rồi thôi video mình cũng xin kết thúc ở đây. Các bạn xem hay thì nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh nha bạn. Đó, xin chào tất cả các bạn.